Cái điệu cho các bạn cái điệu bài Hồng Nhan. Bài Hồng Nhan thì nó rất đơn giản. Đầu tiên là cái bài đó là nó đánh rê thăng thứ, là mình phải kẹp ngăn một nè, bấm rê, nó có hai âm mà, rê thứ và la thứ thôi. Nhưng mà bây giờ mình tập intro trước, intro và cái điệu ha, intro nó cơ bản thôi. Bùm 3 1 2 3 2 1 2 bùm. Đó, intro thì mình sẽ trận ngăn 6. Đó, ngăn 6 là hợp âm rê thăng thứ đây. Đó, bùm bùm 3 1 2 3 2 1 2 bùm 3 1 2 3 2 1 2 bùm 3 1 2 3 2 1 2 đánh hai vòng chỉ một lần, hai vòng là 8 nhịp, hai vòng là 8 nhịp phải không? Một vòng của nó là 4 nhịp. Không như các bạn nè, cho nó dễ nè. Bùm 3 1 2 3 2 1 2 bùm 3 1 2 3 2 1 2 bùm 3 1 2 3 2 1 2 bùm. Đó, cứ vậy mình chuyển bấm thôi, rồi mình ráp vô thôi. Rồi tiếp theo là cái điệu mình biến tấu của nó, biến tấu nha, nhìn nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn ha. Bùm chát đập chát bùm chát đập chát bùm chát đập chát bùm chát đập chát bùm chậm hơi. Bùm chát đập chát bùm chát đập chát bùm nè. Bùm chát đập chát 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 bùm. Cứ vậy đánh hoài vậy hết bài luôn. Đánh chậm nha. Lắc
chát là mình đánh 3 giây luôn, hết 3 giây luôn. Rồi làm lại nha. Giờ mình sẽ mở nhạc lại rồi mình đánh theo. Đừng ăn xấu nha. Nhìn nè. Hết bài luôn như vậy, cứ hoài hết bài vậy. Có hai bầm thôi à. Rồi các bạn có gì không hiểu là cứ comment ở dưới cho mình nha, không hiểu cái gì thì mình sẽ làm lại ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi. Các bạn cứ vô kênh của mình á, kênh YouTube đó. Vũ Trọng Tuấn. Bye bye các bạn.